Đẹp nhở? Chú Lâm cho mình ra đây thích thật đấy. Thành cũng đẹp lắm. Tặng Thành này. Sao tự nhiên lại tặng hoa? Không thích à? Người ta mất bao nhiêu công để làm đấy. Làm bằng cái gì mà đẹp thế? Bí mật. Lại ơi, quần giấy vệ sinh của ta đâu rồi? Cẩn thận đấy. Chỗ này em cẩn thận đấy, đang có bầu. Anh đỡ em nhá. Lên đây anh cõng luôn à? Ui giời ơi, tình cảm thế. Mình thì chả có ai mà đỡ. Nào lên đây. Ui giời ơi, ui. Cẩn thận đấy. Mày cõng ra rồi xem nào. Thôi 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 thôi. Này, hôm nay nhá, phải để tự tay tao vào bếp, thế mới yên tâm. Được. Lợi. Đi. Đây, Lợi. Anh đưa tay đây. Nào, cẩn thận ngã đấy. Gì đấy? Hết cao hồn. Làm gì mà tớn lên thế? Ai tớn đi đâu. Xin lỗi được chưa? Chưa.